Kính thưa quý vị, ngày 25 tháng 3, Công an tỉnh Bình Phước đã thông tin bước đầu nguyên nhân vụ xe ô tô Camry bốc cháy khiến tài xế tử vong. Nạn nhân trong vụ việc này được xác định là ông Đặng Ngọc P, 50 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan công an, qua kết quả khám nghiệm hiện trường và hình ảnh camera ghi nhận vụ việc vào thời điểm xảy ra, bước đầu cơ quan công an nhận định nạn nhân đã điều khiển xe ô tô đến khu vực trước cửa nhà người tình. Sau đó, tài xế ngồi trong rồi đổ xăng lên người châm lửa đốt. Sau khi bên trong chiếc xe bốc cháy thì phát ra tiếng nổ lớn. Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an còn phát hiện trong xe có một can nhựa có chứa một ít xăng. Cơ quan công an cũng nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến hành động của nạn nhân có thể là do xảy ra mâu thuẫn với người tình. Như PLO đã đưa tin, rạng sáng ngày 24 tháng 3, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Camry biển số 51H53521 lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Sau đó, xe bốc cháy dữ dội phía bên trong. Người dân gần đó phát hiện vụ việc đã tìm mọi cách dập lửa và cứu nạn nhân nhưng bất thành. Sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, tài xế đã tử vong. Ngọn lửa đã thiêu rụi gần như hoàn toàn phần nội thất trong xe.